Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mắt kính gọi là không đẹp không ăn tiền luôn. Thì hôm nay cái mắt kính này đến từ thương hiệu Dior. Thì bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái mắt kính không đẹp không ăn tiền luôn ha. Trên tay mình là một cái gọi là một cái bọc da của thằng Dior thôi. Thì đợt này Dior nó sẽ không có cho mình những cái hộp giấy nữa, nó chỉ có nguyên cái này thôi mọi người. Thì tại vì chắc là không biết mỗi cái phiên bản nó khác nhau mọi người. Thì bên trong nó cũng sẽ có một cái mắt kính nè, và một cái khăn lau của thằng Dior, và nó có thêm một cái này cái gì nữa mình không biết, chắc là cái siêu hay cái gì đó. Rồi thì cái này thì mọi người nhớ giữ lại để chúng ta sử dụng xong chúng ta bỏ mắt kính vào để nó bảo quản mắt kính của mình tốt hơn ha. Thì cái mắt kính hôm nay mình có là cái mã của nó là Dior 180. Nói chung là cái gì đó mình sẽ để cái dòng cái mã code đó để cho mọi người tìm dễ hơn ha. Thì cái em kính này cho mọi người thấy là rất là đẹp luôn. Khi mình đăng lên đó, mình đã thấy cái vẻ đẹp của nó rồi, mà tại vì mình thì không có học với mắt kính mát các mọi người, thành ra là mình cũng không quan tâm tới. Nhưng mà khi mà mình nhận trên tay rồi á, mình cảm thấy là nó tiếc, kiểu như là tuy là mình sẽ không đeo mắt kính được nhưng mà mình thấy là nó rất là đẹp. Đây mọi người thấy không, ở mặt trước thì nó là mặt kính là màu xanh nha mọi người. Thằng Dior này mình thấy đa số lúc nào nó cũng là mặt màu xanh đó, tại nó là đặc trưng của cái thằng kính đó rồi. Thì ở đây thì cái mắt kính này kiểu như dạng như là Ray-Ban nè mọi người, nhưng mà ở phần dưới nó làm kiểu như là vuông góc này, nhìn nó sẽ đẹp hơn, kiểu như nó làm tam giác cạnh đó mọi người, nhìn nó sẽ lạ hơn, đẹp hơn. Và nó phối với những cái viền gọi là cái thép này mọi người, là không thép này thì thép như là màu bạc, thành ra là nhìn nó rất là sang trọng. Và đặc biệt ở trên cái gọng này nè, đó, nó có cái chữ Chitio Dior đó. Thì cái em này mình thấy là hai cái này nó là đặc biệt nhất luôn á, và nó làm rất là hay. Khi mà chúng ta cúi xuống thì chúng ta sẽ thấy được hai cái chữ này, còn khi mà chúng ta để ngang thì nó sẽ là một thanh mảnh thôi. Và nó phối thêm một cái gọng màu sau á, là màu trắng, nhựa màu trắng, nhìn nó đẹp cực kỳ. Thiệt sự luôn, mình rất là thích cái em này, mà khách đã chôm trước rồi. Thì khi mà mình cầm trên tay bắt đầu mình cảm thấy là có nên mua hay không, hay là có nên để lại hay không. Nhưng mà khách đã mua rồi, thành ra là mình sẽ để lại cho khách. Còn nếu mà sau này nó sẽ có cái deal nào khác thì mình sẽ chắc chắn mình sẽ lấy một cái, mình sẽ giữ một cái. Tại vì nó quá đẹp mọi người ơi. Nó giống như là cái trước đó mình đã làm cái của Minh Nhựa mọi người. Thì cái đó là bằng nhựa thôi, cái đó cũng được. Nhưng mà mình thấy cái này nó đẹp hơn, nó ngầu hơn, mà kiểu như là nó kiểu như là sang trọng hơn mọi người, nhìn nó style hơn á. Rồi thì cái này nó là một cái phần là đệm mũi của nó là bằng nhựa mọi người, thành ra là cái này mọi người rất là thích nè, mình cũng thích có cái này. Tại vì có cái này nó sẽ không có bị tuột xuống, và nó cũng sẽ có cái logo của thằng Dior. Và ở ngay cái chỗ cái phần mà con ốc này mọi người nè, nó cũng là một cái logo của CD mọi người đó, thấy chưa, nhìn nó rất là chi tiết và rất là đẹp. Và cái chữ Dior mọi người ha, màu đỏ. Nếu mà mình thấy á, mình đối với mình nha, nếu mà mình mà là cái nhà thiết kế này á, thì mình sẽ đổi lại hai bên. Ví dụ như hai bên này là màu đỏ đúng không, thì mình sẽ đổi một bên là màu xanh, một bên là màu đỏ, thì nhìn nó thấy hay hơn, thích đẹp hơn, đúng là càng đẹp hơn đó mọi người. Thì cái kính này nó có chống tia UV, thành ra là mọi người yên tâm để mà sử dụng ha, chúng ta đeo thoải mái. Thì mình thấy bây giờ những người nào mà cận á, thì bây giờ nó sẽ có cắt những phần này nè, nó cắt cái này ra thành cái màu này luôn, và nó sẽ là kiểu như là có độ luôn mọi người. Em kính này cái size độ tròn của nó là 60, chiều ngang là 17 và cái chiều dài của nó là 150. Thì cái phần viền này nó làm bằng kim loại nha mọi người, nhưng mà mình cầm nó thấy nó rất là nhẹ, nó không có nặng, tại vì nó làm kim loại từ khúc này cho đến những cái khúc mà của ở trên cái phần mặt kính đó mọi người. Nhưng mà mình thấy nó rất là nhẹ, tại vì cái phần này nó mảnh đó, thành ra là chúng ta đeo thoải mái lắm, không có bị nặng. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử cái mắt kính này cho mọi người xem ha. Đây thì khi mà mình mang lên thì mình đã thấy nguyên một cái màu xanh luôn, nhưng mà màu xanh của là màu xanh trong chứ không phải là xanh mà kiểu như là xanh nó đục mọi người, thành ra nhìn rất là rõ luôn. Đây khi mà mình cúi xuống là mọi người để ý thấy không, hai bên hông này là nó rất là đẹp. Còn khi mà chúng ta nhìn ngang đó, thì nó sẽ là một cái phần gọi là mỏng manh thôi, không thấy được cái chữ Dior. Nhưng mà thấy không, cái form kính rất là đẹp và rất là ngầu luôn. Và cái mặt sau nè, đó cái điểm nhấn của nó là cái này nè, nói chung là tuyệt vời. Thì nếu mà các bạn nào thích đó, thì cứ inbox vào Facebook của mình. Facebook của mình là Facebook Bà Hải Gác. Còn không là các bạn vào cái bay của mình. Bay của mình là bay Super Gác.
các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn cứ gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Thì mình có dùng Zalo, các bạn cứ inbox vào đó, mình sẽ báo giá chính xác và gửi hình chi tiết cho mọi người. Rồi các bạn cứ nhắn cho mình ở đó để mình biết được đó là ai cần cái em kính này và cần mình order. Thì khi nào mà có deal thì mình sẽ nhắn cho những người nào mà đặt cho mình trước. Khi nào mà có thì mình sẽ nhắn cho những người nào mà đặt trước cho mọi người. Mà thật sự thì mình thấy là em cái này rất là hot luôn. Khi mình đăng lên hầu như là ai cũng thích mọi người, ai cũng wow hết trơn á. À, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại chi tiết của cái kính này ha. Đó, mặt trước nè, ở bên hông nè, ở bên hông rất là mỏng manh, thấy không? Mặt sau là màu trắng nè. Đó, ở bên đây thì sẽ có một cái logo nè. Nói chung là rất là tuyệt vời luôn mọi người ơi, thật sự. Thì nếu mà các bạn thấy cái video này hay, nếu mà các bạn thấy cái mắt kính này đẹp thì các bạn nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo kế bên để nhận những video mới nhất luôn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người.